nhằm chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra và đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, tổ bay cộng đồng hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines tiến hành nghiêm việc khử trùng tất cả tàu bay từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Bangkok Thái Lan về Việt Nam. Đồng thời, các trường hợp chuyến bay khác có hành khách biểu hiện sức khỏe bất thường cũng sẽ được thông báo nhà chức trách và tiến hành khử trùng theo quy trình. Dung dịch khử trùng tàu bay là Disinfection Spraying CH2200 được sử dụng theo quy định tiêu chuẩn của đơn vị y tế chức năng đã được nhà sản xuất máy bay chấp thuận sử dụng trên các tàu bay và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách. 30 phút sau khử trùng, máy bay có thể tiếp tục phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh tàu bay theo quy trình thông thường vẫn được tiến hành. Trước đó, Vietnam Airlines cũng thông báo nhằm hạn chế điều kiện để virus nCoV tồn tại và phát triển. Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh nhiệt độ khoang hành khách lên 26 độ C và duy trì suốt thời gian bay trên tất cả các chuyến bay do nhiệt độ lý tưởng để virus nCoV sinh sôi là dưới 25 độ C.